Jack lên tiếng khi tiết lộ mình và FC bị đối tượng xấu hãm hại. Quang Hải đã tìm ra thủ phạm hack Facebook có đến 8 người cùng tham gia. Những ai đã từng làm việc với Jack đều chia sẻ anh chàng là người có tính cách hiền lành. Lúc mới gặp thì ít nói nhưng khi đã quen thân sẽ thoải mái chia sẻ mọi điều. Trên mạng xã hội, Jack cũng chẳng hề có cái giá của một người nổi tiếng. Anh chăm chỉ tương tác với fan trong cả FC lẫn từ nhà của riêng mình, khiến các fan cảm nhận được sự gần gũi nhất với thần tượng. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Jack không biết bực. Mới đây, anh chàng đã rất bức xúc khi hội nhóm FC Đóm Family bị hack nhiều lần, đứng trước nguy cơ bay màu. Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, Jack cho hay, Jack nhận ra quá nhiều điều bất thường. Lâu rồi từ lúc xài Facebook trở lại, sau 2-3 lần hack đều ra mục đích chung, đã quá quen với nhiều lần bị chơi xấu hãm hại, Jack không muốn bận tâm. Chỉ thương gia đình của tôi, chắc sẽ buồn và hụt hẫng lắm vì mất đi nhiều kỷ niệm và công sức gây dựng bao lâu nay. Và quan trọng là các hình diêm của tôi cũng mất, ha ha ha. Nhưng không vì khó khăn mà nản lòng hay bỏ cuộc, Jack tin tưởng gia đình FC Đóm của mình sẽ ngày càng đoàn kết hơn nữa, chung tay chống giặc. Có một điều mà những người xấu kia không biết là những cái buồn khó khăn đó lại khích lệ sự kiên nhẫn và đoàn kết rất lớn của FC Đấm. Họ quên rằng các bạn ấy mạnh mẽ và thông minh ra sao. Làm gì có chuyện FC lăng tăng, chúng tôi có cả một hệ thống con người. Cứ lập nhà mới chính thống, tung hoa chuẩn bị đón thêm các đấm mới. Xưa giờ lạc đàn vào FC không đúng. Anh chàng chúc hạ bằng một câu chuẩn chất, nam thần. Đừng lo, có anh luôn ở đây. Hy vọng trong thời gian tới, với sự hỗ trợ bảo mật từ công ty quản lý, các hội nhóm FC Đóm của Jack sẽ được bảo vệ chặt chẽ hơn, không bị che xấu nữa. Sự việc Quang Hải bị hack Facebook cá nhân để lộ tin nhắn nhạy cảm vẫn nhận về nhiều theo dõi của đông đảo dư luận, đặc biệt trong thời điểm cao trào của giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam. Ngay sau khi lấy lại quyền truy cập, chàng tiền vệ số 19 khẳng định sẽ liên lạc với lực lượng chức năng để tìm kiếm người đã cố tình xâm nhập bất hợp pháp quyền riêng tư của mình. Bởi đây, bức ảnh chụp đoạn hội thoại được cho là của Quang Hải với thủ phạm hack Facebook được chia sẻ. Theo nội dung ảnh chụp, Quang Hải là người chủ động nhắn tin. Chàng cầu thủ nhấn mạnh việc cơ quan chức năng làm việc và phát hiện ra người nhận tin nhắn cùng với 7 người khác đã xâm nhập bất hợp pháp quyền riêng tư cá nhân. Sau đó, Quang Hải đề nghị người này hợp tác để tránh vụ việc đi quá xa. Bức ảnh được chia sẻ nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý, đông đảo thành viên mạng cho rằng Quang Hải đã tìm ra thủ phạm đã hack Facebook và đang cố gắng giải quyết sự việc một cách nhẹ nhàng nhất. Liên lạc với người chị thân thiết cũng là quản lý của Quang Hải tên Kiều Trinh. Người này cho biết đang check lại thông tin và không xác nhận tài khoản phát ngôn trong ảnh chụp là Quang Hải. Đây là vấn đề nhạy cảm vào thời điểm này, mình sẽ kiểm tra lại thông tin và sẽ thông báo lại khi xác thực câu chuyện, Kiều Trinh cho hay. Việc Quang Hải bị hack Facebook ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Quang Hải trong mắt người hâm mộ. Dù vậy, một bộ phận khác cho rằng họ chỉ quan tâm đến cách Quang Hải thể hiện trên sân, đời tư không quan trọng. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức nổi bật mỗi ngày trên kênh YouTube của Sài Gòn TV.